Ngon cho chồng ơi. Cô nhìn bàn tay con Yến kìa như là dựng trên thôi. Gốc. Ai muốn đặt gạch giò phong lan này thì comment ở bên dưới nhá, bên dưới video. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình về quê và bên quê mình thì là rất nhiều xoài. Hôm nay mình về quê đây thì là hôm nay bà lại đúng vào cái mùa xoài chín nên là cùng bà nội, có nghĩa là mẹ mình đi trèo xoài và làm cái video về quả xoài ngày hôm nay. Và hôm nay mình làm cái video là hái xoài là một này, thứ hai là bổ cái quả xoài ra xem ở bên trong quả xoài này còn nó có cái tăm ở trên Facebook và một số cái video người ta tuyên truyền ở trên cái trang mạng xã hội ấy, là cái trong quả xoài này nó có tăm và có cái màng bọc giấy bóng hay cái gì ở trong hạt xoài đấy, thì tí nữa mình lấy xoài về mình sẽ làm video để cho mọi người cùng xem nhé. Ta cùng bắt đầu nào. Đây là khỉ già. Khỉ già trèo cây. Còn thế này là ba con khỉ, hai con khỉ con. Một con rắn. Một con dê. Mày ra chỗ kia sẽ đỡ hơn. Còn người lắm. Giờ không được thôi nhá. Bắt bóng nhưng không được. Khỉ 60, gần 60. U 55. Lại bài trẻ lại khắc thới. Người ta lại tí tí mẹ lại lấy cho con ăn hạt nhá. Cả cháu nhá. Ăn ngon không con? Ăn được không? Ăn ngon nhỉ? Ngon. Hết bỏ vỏ đi. Lột vỏ này ra, lột vỏ này ra. Lột vỏ này ra. Đấy. Ngon không? Ngon không? Đâu xem nào. Ủa hồ. Hết một quả chưa? Xoài nhà lá vườn. Một tải. Đây cô em xinh đẹp đang thì bóc cho bọn trẻ con ăn. Ngon cho chồng ơi. Cô nhìn bàn tay con Yến kìa như là nhặt phải cho bà nhưng có phải là gì đâu. Ừ. Đây một tải đây. Dê cái gì là dê. Đứa nào đang ăn bò rủ đây? Hả? Con. Ai? Con. Anh Kia Bê. Thôi rồi. Anh Bê. Đây này, Yến này. Kia Bê. Này. Kia Bê. Dạ. Quay lên đây đây. Bê, Bê. Đây là một chùm năm quả. Em ơi, chết rồi. Bao giờ? Làm nào để cho được xuống? Cho lắm nha.
toàn xoài chín thôi các bạn. Một chậu này, một tải bên kia. Đây. Rất là nhiều luôn. Này, ai có đặt gạch không, đặt gạch thì đặt nhanh lên một kịp, không không đặt nhanh là hết mất rồi. Cho em một cái đấy anh. Đấy, cho vào chậu này này. Ui giời ơi, đúng vào áo. Bốn chậu. Chậu to chậu nhỏ, bốn chậu, trên này còn một chậu to nữa. Đây, kèm cả chậu phong lan này nhá. Đây là tre Phú Thọ. Cao chắc tầm khoảng 1 mét. Đây, lại cũng đang có kỳ đây. Kỳ ra từ dưới lên trên. À đâu, có mấy kỳ ở dưới lên trên thôi. Gốc. Ai muốn đặt gạch giò phong lan này thì comment ở bên dưới nhá, bên dưới video. Oai xài, oai xài. Oai xài, oai xài, ai xoài, ai xoài. Đây chảy về xong. Chảy về xong bà bắt đầu bà rửa lại. Rửa lại sớm chín, sớm chín rồi đã có nhiều, đã có người đặt hàng. Xoài này xoài nhà nhé. Thì nữa mình sẽ làm cái video bổ quả xoài, à bổ hạt xoài ra xem có tâm tiếc gì không nhé. Ở trên mạng xã hội Facebook này, người ta thường hay chia sẻ là xoài Trung Quốc có tâm hay có túi bóng ở trong hạt xoài. Thì nữa mình sẽ làm video xem cho mọi người xem nhé. Đây, mọi người đã thấy ba quả xoài của mình vừa mới hái từ trên cây về. Mình hôm nay mình sẽ bổ quả xoài này ra để xem ở trong quả xoài này nó có cái căm que và cái túi bóng như ở trên mạng xã hội người ta hay đăng bài lên không nhá. Đây, xoài ngon không? Cái con dao kia mà hái ra đấy. Chín đỏ lư. Xoài nhà hái hẳn bao nhiêu này, mấy thúng mấy giỏ liền. Khẽ thôi khỏi đấy nó lại gãy mất rồi. Lấy dính cái quả này không, mày phải bổ ấy cơ, mày bổ tách đừng có bổ thế, bổ thế không lấy được. Đấy, cái tâm đấy. Ừ, đi lên đi. Đây này. Xoài nhà, à? Xoài nhà nhà mình nhá. Đâu rồi, con lên kia đi, để tí nữa bố làm. Đây này, xoài nhà đây này. Xoài nhà nhưng mà cũng có ấy nhá, có cái màng ni lông nhá. Đây, chính tỏ là không phải đâu các bạn. Đây này. Cũng tâm có đấy. Tâm đây này. Đây. Đây, thật ra là cái này là cái cuống để nuôi dưỡng cái hạt xoài thôi. Đây. Mọi người nhìn thấy rõ không? Cái tâm đâu. Lôi ra cho mọi người xem, thật ra nó là rất dai. Đây, cắm từ cuống vào này. Đây nhá. Đây. Đây là túi bóng này. Đấy, theo ở trên đấy người ta mở ra là túi bóng này, cái tâm này. Đúng là cắm từ cuống thật. Cái này đây là nó là cái cuống để nuôi dưỡng cái hạt. Cuống để nuôi dưỡng cái hạt thôi. Sơ hẳn cái tâm hẳn dơ ra rõ ràng cái tâm đây. Này đây.
dắt ra người ta mới nhìn thấy rõ là cái tăm hay không. Đấy. Đây mình dắt thẳng ra cho mọi người xem nhé. Đấy là khác với cái tăm. Đây đúng không? Nó gần như cái tăm đúng không? Thật ra đây là cái cuống để nuôi dưỡng cái hạt thôi, chứ còn không phải là tăm của Trung Quốc nó cắm vào để bán xoài đâu nhé. Đây nếu không tin thì mình bổ thêm quả nữa cho mọi người xem nhé. Xoài này là xoài nhà luôn, xoài gần nhà đấy. Mình vừa mới đi hái về, bà vừa đi hái về cho mình đây. Mình sẽ mình quay video và mình làm cái clip này để xem cho mọi người cũng biết được. Bổ từ ngọn bổ xuống thì nó mới ấy đấy. Đấy, ờ, bổ từ đằng đấy nó dễ. Xoài nhà mình thì đừng ngon. Có cắt bổ đấy, bổ thế ngon ngọt lắm. Bổ khẽ tách thôi, đừng có bổ vào hạt thì mới lấy được ấy. Khó quá, nó trơn. Cái hạt này nó cong. Đấy, tách ra. Lấy con dao mỏng ra kìa, tách dọc dọc theo. Khẽ nha, khỏi đứt tay. Đó. Nó dễ mà, mày không biết làm ấy chứ. Nó trơn quá. Cứ bảo là có tăm trong đấy với nọ kia, như chắc là chỉ có dùng thuốc bảo quản thì có thôi. Mày bổ thế thì nó nát hết rồi, còn đâu nữa mà thấy được. Đây. Đây. Trong cái hạt xoài này nó có màng tí bóng đây. Cái này là màng bảo vệ hạt. Màng bảo vệ hạt nhé mọi người nhé. Đây. Đấy, tăm đây, tăm đây. Thấy tăm không? Tí nữa mình lột tăm nha. Đây cái thì bóng thôi. Cái này thì sao chả đốt được? Đốt được cái này gì đâu? Cái này là cái màng này nó đốt cháy là, luôn. Nó gần như là cái màng của trong bánh trong kẹo hải hà, kẹo dừa ấy. Đi đâu? Đây. Nhân vật chính mà mọi người thường hay nghi ngờ đây. Đây là cái mày làm đứt rồi. Đâu đây, vẫn còn đây. Đây. Nhân vật chính của mọi người đây. Tăm đây. Thấy tăm không? Xoài nhà mình không? Xoài nhà mình ở bên trong nó còn khiêm, nó cắt nó là ngắn mẹ rồi, mọi khổ mẹ tút ra dài như cái tăm luôn. Đây. Cái đấy không giống tăm ấy, nhưng mọi hôm nó tút ra như cái tăm. Nhưng mà nó cũng chứng minh đây là không phải là cái tăm. Cái là cuống nuôi hạt thôi. Và mình kết thúc video tại đây. Thì sau khi mình đã làm hái xoài này và bổ quả xoài và xem bên trong quả xoài như thế nào đấy, thì mọi người thấy hay không? Nếu mới hay thì hãy chia sẻ cái video này cho mọi người cùng biết nhé, và đăng ký kênh cho mình. Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.